Bằng chuyển đổi số với sự tham gia giám sát của người tiêu dùng trong dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm, Đà Nẵng đang từng bước đưa vai trò của người tiêu dùng trở thành một trụ cột quan trọng trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Đây cũng là hợp phần quan trọng trong đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3. Với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến thực phẩm an toàn, Đà Nẵng đang triển khai giai đoạn 1 của dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên cơ sở số hóa bằng hệ thống điện tử. Dự án giúp người dân có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đánh giá các thực phẩm thông qua ứng dụng điện tử, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong năm 2022, dự án sẽ áp dụng thành công trên chuỗi cung ứng thị trứng với hơn 3.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia. Rất quyết tâm để mà đầu tư vào những cái con người cũng như là cái công nghệ để mà theo được cái những cái tiêu chí của bên ban an toàn thực phẩm đưa ra, thì nhằm để đưa cái sản phẩm cái của bên Đức Lâm Farm nó tốt hơn và nó đáp ứng được các tiêu chí để cho người tiêu dùng an tâm và sử dụng. Các hạng mục được triển khai trong dự án này bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cho 3 cấp chính quyền, phần mềm truy xuất dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, xây dựng quy chế quản lý, vận hành để triển khai dự án, thực hiện đào tạo tư vấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm của các bên liên quan tham gia vào dự án, trang thiết bị hỗ trợ thực hiện và triển khai áp dụng thực tế. Với việc triển khai dự án này, mọi người dân đều có quyền tham gia vào đánh giá sản phẩm dịch vụ thực phẩm. Thông tin rất là minh bạch về nguồn gốc để cho người dân có thể biết tất cả cái việc điều mà người ta muốn và người ta quyết định hành vi mua sắm của mình, cũng sẽ tăng cường cái trách nhiệm của các chủ cơ sở này đối với lại người mà họ phục vụ. Họ đang cung cấp dịch vụ thì họ phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp tốt dịch vụ đó cho người dân. Và nếu mà không thì người dân sẽ phản hồi, phản ánh và có thể người dân quay lưng đối với họ. Thông qua nhãn QR code này, các thông tin về sản phẩm từ giống đến quá trình sản xuất, chăn nuôi, phân phối đều được minh bạch. Việc này góp phần đưa những mặt hàng thực phẩm chất lượng an toàn phát triển mạnh mẽ, phục vụ nhu cầu của người dân cũng như loại bỏ thực phẩm bẩn, kém chất lượng ra khỏi thị trường tiêu dùng thực phẩm. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Dân họ người ta họ báo cho mình là mình biết liền. Chứ còn cứ nó xảy ra thực tế đó không ai mà quản như nổi. Chỉ có là dân người ta báo cho mình thay mặt người dân mình xúc tiến vấn đề đó và như vậy là mọi việc nó sẽ thông suốt thôi. Còn nếu không dựa vào dân thì chịu. Cái này cũng là một cái yếu tố rất là mới trong tiếp cận an toàn thực phẩm. Điểm nhấn của dự án là phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm dành cho người tiêu dùng được thiết kế cho cả hai ứng dụng Android và iOS, dễ dàng cài đặt và sử dụng để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, có chức năng dùng tra cứu thông tin về cơ sở thực phẩm. Đồng thời, người tiêu dùng có thể tham gia đánh giá, phản ánh các vấn đề liên quan về an toàn thực phẩm đối với cơ quan quản lý. Tất cả thông tin phản ánh của người tiêu dùng được bảo mật tuyệt đối, được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực, đồng thời tiến hành thanh tra giám sát và cập nhật thông tin vi phạm của cơ sở lên hệ thống. Để người tiêu dùng biết, đây là điểm thuận lợi cũng là quyền lợi của người tiêu dùng khi yêu cầu được sử dụng thực phẩm sạch ngày càng cao và như là quyền con người cần phải có trong đời sống hiện nay.